Con chào cô giáo và tất cả mọi người. Con là Thu Hiền, học sinh lớp 4A3. Hôm nay con xin được giới thiệu về một cuốn sách con thường đọc vào mỗi buổi tối. Đó chính là sách Siêu Nhí Biết Tuốt, nghĩa là một cuốn sách. Siêu Nhí Biết Tuốt này giúp con rất nhiều trong học tập. Nó giúp con hiểu thêm về con người, giúp con hiểu thêm về động vật và nó còn giúp con hiểu thêm về nhiều kiến thức mới mà chưa ai biết. Như kiểu là, và đây là Siêu Nhí Biết Tuốt có 101 những bí ẩn kích thích tò mò của các bạn nhỏ. Cái này dành cho những học sinh lớp 4 rất tốt. Con có thể mở cho bác xem. Đây là cuốn sách Vì Sao Muỗi Thích Đốt Người Mặc Đồ Sẫm Màu. Vì có lúc mọi người cũng không hiểu sao, và cháu được mẹ mua cho cuốn này về và đọc mì đã hiểu ra được là vì sao. Và cháu rất là vui khi mà được mẹ mua cho cuốn sách này, vì vừa hiểu ra được nhiều thứ, vừa tìm được kiến thức mới. Cháu mong các bác cũng có thể ủng hộ và mua cuốn này về cho các bạn cùng đọc ạ. Con chào cô.